Chào mừng mọi người lại đến với series các quỹ đầu tư mà anh em sẽ phải đặc biệt lưu tâm Và số ngày hôm nay chúng ta nói đến đó chính là quỹ A16Z hay còn gọi là Mark Ressent Horowitz đấy. Đây là một trong những cái quỹ mà lớn nhất ở thị trường crypto tính đến thời điểm hiện tại Và đặc biệt là mình cực kỳ lưu tâm cái quỹ này cũng như theo dõi rất là xa sao Ok, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu với video ngày hôm nay Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu qua một chút về cái quỹ Andreessen Horowitz này. À, đây là một cái quỹ đầu tư được thành lập vào năm 2009 bởi Mark Andreessen và Ben Horowitz. Đây là một quỹ đầu tư hoạt động ở Silicon Valley, California và tập trung đầu tư vào các startup công nghệ. Andreessen Horowitz đầu tư vào các cái dự án trong các cái giai đoạn từ seed round cho đến tận Serie A, B, C và A16Z đã đầu tư nhiều tỷ đô la vào nhiều dự án và các cái quỹ đầu tư khác nhau nữa trong suốt 13 năm hoạt động của họ. Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái phần là phương châm đầu tư của Andreessen and Horowitz. Thì đầu tiên, cái tôn chỉ hoạt động của quỹ là thấu hiểu các cái vấn đề của startup, thấu hiểu các vấn đề của các founder khi mà vận hành một cái startup, các general partner hay là các cái nhà vận hành quỹ của AM6Z thì đều từng là các CEO này, CTO của các công ty startup công nghệ nổi tiếng nên là quỹ đầu tư này rất hiểu các cái vấn đề mà các startup họ đầu tư để hỗ trợ kịp thời cho họ. Thứ hai có thể kể đến đó là quỹ có cái tầm nhìn vào các cái dự án thì vô cùng dài hạn. Andreessen and Horowitz bắt đầu hoạt động đầu tư vào crypto từ năm 2013 với khởi đầu là một cái quỹ đầu tư venture capital chứ không phải là một quỹ đầu cơ. Họ nhắm tới các cái khoản đầu tư vào cái thời gian nắm giữ lớn hơn 10 năm. Thứ ba, đó là họ đầu tư vào những cái dự án crypto bất kể tình hình thị trường. Bởi vì họ tin rằng là dù ngắn hạn diễn ra như thế nào đi thì thị trường nó sẽ vẫn cứ phát triển ở trong dài hạn. Và họ hỗ trợ các startup rất nhiều mặt khác nhau, có thể kể đến như là chuyên môn về tuyển dụng, điều hành, kỹ thuật, các vấn đề về pháp luật, truyền thông, tiếp thị, quản trị chung. Cuối cùng, đó là họ không chỉ tập trung vào đầu tư ở một lĩnh vực cụ thể mà còn tham gia đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau ở trong thị trường có thể kể đến như là Layer 1 này, DeFi, NFT, Gaming, DAO, Social Token, Decentralized Social Network, Web3 và kể cả những cái lĩnh vực mà mới thậm chí còn chưa có tên. Thì đó là những cái phương châm của Andres and Horowitz. Tiếp theo thì chúng ta sẽ phải nói đến đó là ba lãnh đạo. Ở đây thì mình sẽ nói về cụ thể là sẽ sáu nhân vật đấy và tại sao mà mình lại có thêm bốn nhân vật nữa ngoài hai Gao Mark Dresden và Ben Horwitz bởi vì đây là bốn cái nhân vật general partner những người mà chịu trách nhiệm chính ở trong cái việc ra quyết định đầu tư của A16Z vào thị trường crypto đó thì mình sẽ điểm qua một chút thì vào cái thời điểm là ngày 6 tháng 7 năm 2009 thì Andresen và Horowitz thành lập cái quỹ đầu tư A16Z với cái lượng quỹ ban đầu là 300 triệu đô và do nhận thêm cái tiền đầu tư vào quỹ cái con số này đã nhân lên 9 lần trở thành là 2,7 tỷ đô la sau 3 năm. Với cái portfolio thì có nhiều các công ty nổi tiếng ví dụ như Facebook này, Foursquare, GitHub, Pinterest, Twitter, vân vân. Ngoài ra thì Mark Resson và Ben Horowitz đã trở thành những cái nhà đầu tư siêu thiên thần, tức là Super Angel Investor, có tổng cộng hơn 80 triệu đô vào các cái quỹ startup, trong đó thì có Twitter và Quick. Ok đó là về hai nhân vật nhưng mà chúng ta sẽ bắt đầu vào chi tiết cụ thể hơn từng nhân vật một nhé Đầu tiên sẽ phải kể đến đó là Mark Ressent. Thì ông đã từng là founder của Netscape, Low Cloud Và hai công ty này lần lượt được mua lại ở cái mức giá là 4,3 tỷ đô và 1,6 tỷ đô Ông tốt nghiệp ngành khoa học máy tính ở trường đại học Anoloris Urbana, Champion Thực tập tại IBM tại bang Texas Và nhân vật thứ hai đó là Ben Horowitz À, năm 1990 thì ông bắt đầu sự nghiệp với cái nghề là kỹ sư máy tính ở một cái công ty sản xuất phần cứng và phần mềm máy tính ở Silicon Valley. Sau đó thì ông cùng Mark Andreessen đã tham gia vào Netscape với cái chức vụ là quản lý sản phẩm, rồi cùng nhau trở thành các cái founder của Low Cloud. Ông tốt nghiệp Columbia University ngành khoa học máy tính năm 1988 và tốt nghiệp bằng Master khoa học máy tính tại trường đại học California Los Angeles. Thì ở đây chúng ta có thể thấy rằng là hai cái ông này ấy, hai nhân vật chủ đạo ở trong cái quỹ A16Z này có cái sự gắn kết rất là chặt chẽ khi mà họ đã cùng làm việc với nhau ở một công ty và đặc biệt hơn nữa ấy, thì họ đã thành công trong những cái thương vụ công ty công nghệ những năm 2000 do đó là cái vấn đề mà mình nghĩ rằng hai cái ông này họ bắt chen rất nhanh và họ có thể tiếp cận được cái thị trường crypto và chắc chắn là họ đã tạo được những cái tiền đề và có những cái thành công nhất định ở trong thị trường này từ rất sớm Ok thì chúng ta sẽ đến với bốn cái nhân vật còn lại là General Partner của cái quỹ này và hỗ trợ cho cái mảng đầu tư vào crypto. Đầu tiên sẽ phải kể đến đó là Ali Yahia. Thì ông đã từng làm việc ở cái công ty công nghệ lớn ví dụ như Google và dưới chức vụ là kỹ sư phát triển phần mềm. Làm việc với các cái thuật toán để tương tác với robot và soạn thư viện AI, mã nguồn mở cho Google này, TensorFlow với cái lượng thời gian dài và làm việc trong công ty công nghệ như là Google và bắt đầu làm việc ở A16Z và đầu tư từ tháng 11 năm 2017 thì Aliya đã có cái kinh nghiệm không chỉ đầu tư crypto mà kể cả vấn đề về kỹ thuật và các cái bên phát triển phần mềm và đặc biệt là ông tham gia về thị trường từ những năm 2010. Ok, đến với nhân vật thứ hai, đó là Arena Simpson. Thì là general partner của Arsene Horowitz, nơi mà cô phụ trách đầu tư vào crypto. Ở trước đó thì Ariana đã thành lập Autonomous Partner, một trong những cái quỹ đầu tư tập trung vào tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số. Cô cũng đã giúp thành lập Crypto Tower Capital vào năm 2015 và Ariana trước đây cũng đã có cái thời gian làm việc tại Facebook, Bitgo và một công ty cung cấp các cái giải pháp bảo mật doanh nghiệp với BTC và các cái loại tiền kỹ thuật số khác. Ariana thì có cái bằng kép về chính trị quốc tế à, tiếng Tây Ban Nha và từ Soraya Honor College tại Đại học Bang Pen và cô lớn lên ở Milan ở Ý. Nhân vật thứ ba chúng ta sẽ phải kể đến đó là Chris Dyson Thì à, trước đây Chris là co-founder của hai startup Seed City và Hunch là hai cái công ty được McAfee và eBay mua lại. Trước khi mà làm việc cho A16Z thì Chris cũng là đồng sáng lập của Founder Collective. Một cái quỹ đầu tư mạo hiểm đã thực hiện các cái khoản đầu tư vào các công ty công nghệ khác nhau Ngoài ra thì Chris đã từng là một lập trình viên chuyên nghiệp Tại cái công ty giao dịch quyền chọn Option Trading Firm, ABJ Ông cũng có bằng cử nhân này và thạc sĩ triết học tại Columbia Và bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Harvard Và nhân vật cuối cùng nhắc đến đó chính là Kathy Howe à, Trước đây thì cô đã từng làm công tố viên liên bang tập trung vào tội phạm lừa đảo và tội phạm doanh nghiệp trên không gian mạng cùng với các cơ quan bao gồm như là SEC, FBI này, vân vân và trong gần 10 năm. Cô ấy đã thành lập đội đặc nhiệm điều tra các cái khiếu nại về tiền điện tử đầu tiên của chính phủ và dẫn đầu cho các cái cuộc điều tra về nhiều cái vụ kiện đình đám ở trong thị trường. Cathy thì phục vụ cho các cái hội đồng quản trị của Coinbase và HackerOne, đồng thời đã đầu tư và tư vấn cho các công ty startup công nghệ. Ok, ở đây thì chúng ta thấy được rằng ngoài hai cái nhân vật là Ben Horowitz và Mark Andreessen thì chúng ta có bốn nhân vật general partner và hỗ trợ trách nhiệm về cái mảng đầu tư crypto này có rất nhiều kinh nghiệm và đã làm việc gần như là toàn bộ đã từng làm việc ở những cái công ty công nghệ lớn cũng như là những cái nhà lập pháp làm về pháp luật và hỗ trợ cho chính phủ làm về cái mảng tiền kỹ thuật số này. Ở đây thì mình tin rằng bốn nhân vật này sẽ hỗ trợ rất tốt để cho Mark Andreessen và Horowitz cũng như là Quick A16Z có thể tìm được những cái dự án tiềm năng và đặc biệt là hỗ trợ cho họ phát triển trong đường dài. Ok, chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo, đó là portfolio của Andreessen Horowitz. Đầu tiên thì vẫn phải kể đến là tài chính phi tập trung DeFi. À, ở đây thì về cái mảng là sàn giao dịch sách và DEX derivative thì có những cái dự án ví dụ như là Uniswap này, DDX, Yellow Card, uh, Cuber, thì A16Z không có quá nhiều những cái thương vụ ở cái mảng này và chỉ đầu tư vào một số những cái dự án tốt đầu chúng ta thấy như là Uniswap này hay là DDX đúng không ạ? Tiếp theo là cái mảng stablecoin thì MakerDAO này, Just Token, Basic, Reflacer, Fable Protocol và Anzo Protocol Đầu tư vào các cái giải pháp stablecoin thì có vẻ không phải là thế mạnh của A16Z khi mà đa số những cái giao thức này không có cái sự tăng trưởng tốt về cái thị phần ngoại trừ MakerDAO đã thành công với cái stablecoin là DAI à, Tiếp theo là về cái lending engine Chúng ta sẽ có những dự án như là Just Token, MakerDAO, Compound, Goldfinch Thì những cái thương vụ đầu tư của A16Z vào cái mảng lending protocol thì không nhiều, tuy nhiên các cái dự án này thì có cái chất lượng tương đối cao với hai cái protocol nằm trong cái mảng top landing của thị trường là MakerDAO và cầm Compound. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái phần thứ hai đó là các cái dự án làm về layer 1 và layer 2. Các dự án về layer 1 trước nhé, thì chúng ta bao gồm có Near Protocol này, Avalon, Solana, Definity, Celo, Oasis Network. Thì ở cái mảng này họ thường tham gia với các cái vòng gọi vốn muộn. Tuy nhiên, mỗi khi tham gia thì họ luôn là những người lead round đầu tư tức là những người dẫn đầu trong các cái số quỹ đầu tư tham gia vào vòng đó và vào vòng đầu tư thì thường có cái số tiền rất lớn và thể hiện cái sự trách nhiệm của quỹ đối với cả các dự án quỹ số tiền với các cái dự án này thì thường vào những năm 2017 đến năm 2020 cho thấy cái tầm nhìn thay thế Ethereum rất là sớm của A16Z đến cái phần là giải pháp layer 2 của Ethereum thì bao gồm các dự án như Optimism, Matterlab các cái thương vụ này thì đều ở những cái vòng series A và B vào những năm 2021 khi mà các cái dự án đã bắt đầu đi vào hoạt động và đang bổ sung những cái cơ sở hạ tầng cho cái dự án này. Ok, à, tiếp theo sẽ phải kể đến đó là cái mảng cũng tương đối hot trong thời gian vừa rồi NFT, Metaverse và Gaming bao gồm các dự án Crypto Kitty, Diaper Lab, OpenSea, Sky Mavis, Royal Fortis, vân vân. Phần lớn những cái thương vụ đầu tư của A16Z vào mảng này thì đều ở cái mức là định giá khá cao và các cái dự án họ đầu tư thì đều ở những cái round như là Syria trở đi khi mà dự án đã hình thành, hoạt động ổn định và có doanh thu và đầu tư để mở rộng dự án cũng như là tập khách hàng của họ. Họ liên tục đầu tư trong năm 2021 cho thấy cái tầm nhìn dài hạn của họ vào cái lĩnh vực này là vô cùng tiềm năng. Ok và cái lĩnh vực cuối cùng là các cái dự án về cơ sở à tầng và dữ liệu sẽ bao gồm Awell này đi Solab này, Nim Technology, Wokoi, Nansen, Cosen Lab, Aleo, Porta, Protocol Lab và Achemy. Các cái dự án thuộc mảng cơ sở tầng và dữ liệu thì được A16Z xuống tiền rất nhiều và giải đều suốt cái hành trình đầu tư của họ. Các cái thương vụ này thì cũng ngày càng lớn với cái đỉnh điểm là thương vụ đầu tư vào Achemy. Ok, chúng ta sẽ đến với cái phần tiếp theo là mối quan hệ giữa A16Z và các quỹ đầu tư khác. Ở đây thì A16Z có cái mối liên hệ tương đối mật thiết với cả Polychain khi mà hai VC này thường xuyên cùng nhau đầu tư vào nhiều dự án layer 1 trong cùng round fundraising và của dự án ví dụ như là Definity này, Oasis Network, Avalanche, Celo vân vân. Ngoài ra ấy, thì A16Z cũng đầu tư vào cả Polychain luôn để tận dụng những cái thế mạnh riêng của cái quỹ đầu tư này. A16Z thì cũng có mối quan hệ mật thiết với cả Coinbase Venture và là quỹ đầu tư sớm vào Coinbase. A16Z thì có tương đối nhiều những cái thương vụ đầu tư và tham gia của Coinbase Venture đó là các cái mối tương quan giữa A16Z và các quỹ đầu tư khác chúng ta sẽ đến với phần cuối cùng là đánh giá về Andreessen Horowitz à, năm qua là một cái năm thành công của Andreessen Horowitz rồi đa phần các dự án mình thấy là cũng có sẵn sản phẩm rồi và các cái token rồi bởi vì họ đầu tư thường là những cái vòng Serie A B là họ có gần như các dự án đầy đủ tất cả rồi chỉ là tăng thêm phát triển thêm cái dự án về mặt khách hàng về mở rộng cơ sở hạ tầng mà thôi ok còn về cái đánh giá portfolio thì họ không hay đầu tư sớm vào những cái giai đoạn seed hay là angel mà chỉ đầu tư những cái dự án ở cái vòng Series A, B và C là chủ yếu điều này cho thấy rằng cái gu đầu tư của Arisen Horowitz tương đối là an toàn và dài hạn bởi đầu tư vào các series sau thì có nghĩa là đầu tư vào các cái dự án đã bắt đầu hoạt động, mô hình đã đi vào sử dụng chứ không phải là chỉ nằm ở cái giai đoạn ý tưởng. Bởi vậy thì lợi nhuận thì có thể không lớn trong ngắn hạn nhưng mà nó sẽ an toàn hơn. Hầu hết những cái thương vụ của A16Z thì có cái kích cỡ tương đối lớn và họ thường là những người dẫn đầu ở trong các cái thương vụ kêu gọi vốn. Điều này thì có thể bởi họ có nhiều tiền nên là cần đầu tư vào nhiều các dự án có nhu cầu vốn lớn. Và bởi vậy thì phù hợp đầu tư vào các cái dự án round sau và việc lead các round có nghĩa là họ đang tận tâm hơn và sẽ nhận nhiều trách nhiệm hơn để dẫn dắt cái dự án đó. Và cuối cùng là A16Z thì không chỉ đầu tư vào một mảng mà đầu tư gần như là vào tất cả các mảng ở trong thị trường kể cả là những cái mảng chưa có tên tuổi điều này thì cũng đã được nêu rõ ở trong cái phương châm đầu tư của họ rồi phần cuối cùng này mình sẽ tư trung lại một chút để xem rằng mọi người tại sao lại phải quan tâm đến a16z và thực sự là để ý đến những cái dự án họ đã xuống tiền thứ nhất đó là về cái phương châm đầu tư mọi người thấy là rằng hai cái vị lãnh đạo là những người đã từng là CTO là CEO của những startup rất là nổi tiếng và họ đã quá hiểu những cái vấn đề của những cái startup họ gặp phải thế nên là cái quỹ này họ hỗ trợ rất nhiều nhiều hơn tất cả những cái quỹ khác mà mọi người có thể để ý ví dụ như là về cả cái lĩnh vực tuyển dụng rồi điều hành kỹ thuật rồi marketing truyền thông và kể cả là pháp luật gần như là đủ cả những cái yếu tố mà một cái startup người ta phải cần đến yếu tố thứ hai nữa là về cái thành viên ở đây thì hai nhân vật chủ chốt chúng ta thấy rồi đúng không ạ họ là những người đã trải qua những cái thời kỳ đầu tư vào những cái công ty công nghệ những năm 2000 và đã có những cái thành công do đó thì mình tin tưởng rằng với những cái kinh nghiệm của họ và họ cái bắt cái xu hướng của 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 họ thì rất là tốt do đó thì những cái thành tựu ở trong cái thị trường crypto nó là cái điều dĩ nhiên rồi và đặc biệt là thêm bốn general partner về cái mảng crypto họ sẽ hỗ trợ và tìm ra được những cái dự án cực kỳ tốt và cuối cùng là về cái portfolio cái điều này rất quan trọng bởi vì sao? Gần như những cái dự án họ xuống tiền ấy đều là những cái vòng Serie A, B và C rõ ràng rất muộn và họ xuống tiền rất nhiều. Ở đây thì cũng đơn giản dễ hiểu bởi vì là họ có cái lượng tiền rất lớn nên là họ cần cái sự an toàn và đầu tư vào những cái vòng Serie A, B, C khi các dự án nó có sản phẩm, đã có khách hàng thì nó sẽ đảm bảo hơn và cái tầm nhìn của họ rất là xa do đó là những cái dự án mà đã được họ xuống tiền ấy rõ ràng là họ đánh giá rất kỹ họ tin rằng cái dự án đó nó sẽ có đi thể đi đường dài và tăng trưởng rất nhiều vào trong tương lai đó thì đó là những cái yếu tố mình nghĩ rằng cực kỳ quan trọng ở trong quỹ này mà mọi người sẽ phải lưu tâm và nếu mà mọi người muốn theo dõi kỹ hơn những cái dự án mà họ đã xuống tiền ấy mọi người có thể vào cái trang là messari này hoặc là vào trực tiếp cái trang web của a16z họ sẽ liên tục cập nhật những dự án họ đã đầu tư mọi người có thể theo sát những dự án đó ok và đó là toàn bộ cái nội dung của video ngày hôm nay về cái quỹ A16Z. À, mong rằng mọi người có thể thích cái video này thì cho mình xin một like và share cái video này cho tất cả bạn bè mọi người cùng theo dõi. Và đừng quên subscribe cũng như là ủng hộ cho OT Report. Hẹn gặp lại mọi người ở cái video tiếp theo.